Bây giờ em xin được chia sẻ tiếp một bài nữa ha quý vị, rồi chúng ta nghỉ và sẽ chuyển sang cái mục khác. Tiếp đến là cái bài Thời Lai Diện Mục. Thời Lai thì người ta nội gọi, người ta thường hay nói là thời Thới Lai đó. Thời Thới Lai có nghĩa là gì? Thới Lai có nghĩa là cái thời kỳ thuận lợi, thời kỳ mà tốt lành. Diện mục tức là thấy được mặt thật, thấy được mặt thật. Thời Lai Diện Mục có nghĩa là cái thời kỳ tốt và sẽ thấy được mặt thật. Mặt thật ở đây là ý muốn nói là sẽ thấy được Chúa Thánh, thấy được Chúa Thánh ra đời. Đây là bài thơ mà Đức Thầy đã viết ở tại Tổ Đình Hòa Hảo vào khoảng tháng Giêng năm Canh Thìn 1940. Bài này được viết theo thể Thất Môn Bát Cú, nó gồm có 8 câu. Bây giờ LC xin được chia sẻ. Thưa quý vị, thì mình không có nói về vấn đề nghệ thuật văn chương của thơ Đường. Thì thành ra LC cũng xin được nói một bài thơ Đường Lực á. Thì nó gồm có 8 câu, nó gồm có 2 câu đầu, người ta gọi là 2 câu đề. 2 câu đề này nó không không có đối nhau, đừng có tưởng là 2 câu câu nào cũng đối hết. 2 câu đề và 2 câu kết nó không có đối nhau. Là 2 câu đề, 2 câu thực và 2 câu luận mới là 2 câu hoàn toàn đối đối nghĩa, đối chữ với nhau. Đọc cái bài mà quý vị đọc cái bài Bước Tới Đèo Ngang Bóng Xế Tà đó, hay là quý vị đọc cái bài Thu Điếu rồi đó, quý vị sẽ thấy được là đối đối chữ đối câu giữa cái cặp luận, cặp thực và cặp luận, chứ cặp đề nó không có đối. Và cái cách gieo dần là chữ cuối của câu thứ nhất là dần với chữ cuối của những câu chẵn, đại khái là như vậy. Thì bây giờ cái cặp đề nè: Hồng Nhạn Ô Quy Tháng Giả Hồ, thi thần Đỡm Khí Hộ Ngộ Hà Môn, Điện Phong Vạn Hộ Vô Thiên Ảnh, Tổn Khí Thao Tồi Vọng Nhất Vô, Nhất Vô Tam Kiến Cái Thiên Hồng, Tông Tích Kỳ Sanh Chuyển Kiếp Thông, Khai Cảnh Nguyệt Đài Minh Hạ Giới, Thời Lai Diện Mục Tác Hài Công. Thưa quý vị, đọc không mình cũng đọc còn lấp dấp nữa quý vị, nho mà. Cho nên 2 câu đề là Hồng Nhạn Ô Quy Tháng Giả Hồ, Thi Thần Đỡm Khí Ngộ Hà Môn. Hồng Nhạn Ô Quy có nghĩa là chim hồng, chim nhạn, là con quạ với con quy là con rùa. Hồng Nhạn Ô Quy Tháng là than, giả hồ là còn còn biết than cái cõi đời không thật. Hồng Nhạn Ô Quy Tháng Giả Hồ có nghĩa là các cái loài mà được xem như là cái loài gia súc, cái loài lông vũ, mà nó còn có cái sự nhận thức là cuộc đời này nó không có tốt. Thi Thần Đỡm Khí Ngộ Hà Môn, thi thần có nghĩa là thi thơ của thần tiên đó, sáng tác ra nó đỡm khí, tức là nó có một cái có sức mạnh mẽ. Ngộ Hà Môn tức là gặp gặp được ở đâu. Thi Thần Đỡm Khí Ngộ Hà Môn có nghĩa là người và các loài vật mà còn biết được cái cõi đời nó không có thật vậy đó, cớ sao thần tiên lại có cái thi thơ mà có cái sức mà cuốn hút nó mạnh như vậy. Thì 2 cái câu đề đó là Hồng Nhạn Ô Quy Tháng Giả Hồ, Thi Thần Đỡm Khí Hộ Ngộ Hà Môn. 2 câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại sao mà cái thi thơ của thần tiên đó, cái thi thơ của thần tiên có cái nội dung, có một cái sức mạnh vô cùng và làm cho con người cũng như là cả các cái loài vật cũng còn thức tỉnh được như vậy, cũng còn có một cái sức cuốn hút lôi kéo đến các cái loài vật như vậy. Rồi điện phong vạn hộ vô thiên ảnh, tổn khí thao tồi vọng nhất vô. Điện phong có nghĩa là cái phong cảnh tốt lành, cái đền đài điện ngọc của cung điện sau này của vua chúa đó. Vạn hộ là muôn nhà, vô thiên ảnh tức là thiên tử chưa có xuất hiện, chưa có hiện ra. Điện phong vạn hộ vô thiên ảnh có nghĩa là đền đài điện ngọc cung điện của vua chúa ngày sau này đó, hiện giờ chưa có xuất hiện. Tổn thí thao tồi vọng nhất vô. Tổn khí có nghĩa là hao hơi, thao tồi tức là lui lại, vọng nhất vô tức là mong cầu mà cũng không có gặp nữa. Cái câu mà tổn thí thao tồi vọng nhất vô đó có nghĩa là cái đền đài điện ngọc cung điện chúa thánh chưa có ra đời, chưa có xuất hiện,
Cho nên có dù có mong cầu, có cầu khẩn hao hơi tổn sức như thế nào đi nữa cũng chưa thấy được đâu. Chừng nào nó tới thì nó sẽ tới. Rồi nhất vô tam kiến cái thiên hồng, tông tích kỳ sanh chuyển kiếp thông. Nhất vô tam kiến cái thiên hồng có nghĩa là một vị thánh dương chưa có xuất hiện, thì cho dầu có cầu khẩn 3 lần 7 lượt gì đi nữa cũng không có thấy được cái hình bóng đâu. Tông tích kỳ sanh chuyển kiếp thông nghĩa là sau này cái vị thánh dương đó xuất hiện một cách rất là lạ lùng, sự sinh ra của ngài rất là lạ lùng, cái người thế gian không có thể nào mà nhận biết được. Tông tích kỳ sanh chuyển kiếp thông, ngài đã chuyển kiếp và được sinh ra một cách rất là lạ thường, người thế gian này chưa có ai biết được. Rồi khai cảnh nguyệt đài minh hạ giới có nghĩa là cái vị thánh dương đó đó sau này đó sẽ dựng nên một cái thời kỳ mới, cái đời thượng nguân, thế giới sẽ được sống ở trong cái cảnh yên vui, cái cảnh hạnh phúc, cảnh đầy đủ cơm ăn áo mặc. Thời lai diện mục tác hài công, thời lai diện mục tức là tới cái thời kỳ mà thuận lợi mà đến lúc mà ngài xuất hiện rồi đó, thì tác hài công có nghĩa là cái sự thưởng phạt nó sẽ rất là công bình. Đến khi mà ngài xuất hiện rồi đó, đến cái thời thượng nguân thánh đức Chúa Thánh ra đời rồi đó, thì ngài sẽ đứng ra thưởng phạt một cách rất là công minh, theo cái luật rất là công bình khách quan. Thì đó là cái bài nói về nội dung của cái bài thời lai diện mục. Thời lai diện mục có nghĩa là cái thời kỳ tốt sẽ thấy được cái vị thánh dương nó ra đời đó. Còn khi mà chưa thấy vị thánh dương ra đời, cho dầu chưa có đền đài điện ngọc cung điện đó, cho dầu có cầu khẩn 5 lần 7 lượt gì thì cũng không có bao giờ đạt được cái kết quả cầu khẩn ở đâu. Nhưng mà sau này ngài sẽ xuất hiện một cách rất là lạ thường, và ngài sẽ làm thay đổi cái cảnh giới, cái cảnh sống của con người ở đời thượng nguân thánh đức. Tới chừng đó rồi thì ngài sẽ đứng ra thưởng phạt một cách rất là công bình. Thì đó là cái bài nội dung của cái bài thời lai diện mục. Em sì xin được chia sẻ 2 bài. Một bài là ông Tùng ở Vàm Cái Đầm hỏi và Đức Thầy đáp về bài thời lai diện mục. Bây giờ chúng ta xin được dừng lại tại đây. Lần sau thì thứ năm chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài Giếng Làng Mỹ Hội Đông và tiếp tục đến những cái bài sau.